Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung chính. Tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và các thỏa thuận song phương đạt được trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính thức ra mắt chương trình bồi dưỡng trực tuyến dành cho nữ ứng cử viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016. Nét quyến rũ của những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín trên vùng cao Tây Bắc. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc với điểm nhấn toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản cũng như các thỏa thuận song phương đạt được trong chuyến thăm đã mang lại những định hướng hợp tác vừa có tính chiến lược vừa thiết thực cụ thể nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất trên nền tảng tâm đầu ý hợp, tin cậy và đồng cảm. Lễ đón Tổng Bí thư có sự tham dự của toàn bộ nội các Nhật Bản. Với nhiều ngoại lệ về lễ tân ngoại giao dành cho chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phía Nhật Bản cho thấy Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này. Còn trong tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam và Nhật Bản, hai bên đã đạt được những cam kết vừa có tính định hướng chiến lược, vừa có những dự án hợp tác thiết thực cụ thể nhằm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng. Hai nước chúng ta còn là tôi tin tưởng rằng sau chuyến thăm này của đoàn cấp cao Việt Nam, quan hệ hai nước của chúng ta sẽ có cái bước phát triển mới trên tinh thần tăng cường tin cậy về chính trị, thúc đẩy hợp tác, kết nối kinh tế, mở rộng hợp tác phát triển, rồi tăng cường hơn nữa phối hợp giữa các cái công việc của khu vực của quốc tế. Thứ nhất, Nhật Bản quyết định viện trợ thêm cho Việt Nam tàu đã qua sử dụng. Tôi tin chắc rằng thông qua thực hiện dự án này sẽ đóng góp cho sự tăng cường năng lực thi hành luật pháp trên biển của Việt Nam. Thứ hai là phía Nhật Bản sẽ viện trợ vốn vay cho Việt Nam với giá trị 100 tỷ yên Nhật để xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm hải cảng và đường cao tốc. Thứ ba, từ ngày 17 tháng 9, phía Nhật sẽ bắt đầu xuất khẩu táo tươi sang Việt Nam và bắt đầu nhập khẩu quả xoài tươi từ Việt Nam. Với 6 văn bản được ký kết trên nhiều lĩnh vực như an ninh, vốn ODA, hàng không và đặc biệt là nông nghiệp, kết nối hai nền kinh tế được hai bên nhấn mạnh như là động lực phát triển của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn tới, nhất là trong bối cảnh hai nước đang tham gia sâu hơn vào các liên kết kinh tế của khu vực và toàn cầu. Về chính trị, kết quả các cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo lưỡng viện Nhật Bản hay các đảng phái chính trị khác nhau cho thấy chủ trương phát triển quan hệ toàn diện với Việt Nam nhận được sự đồng thuận tích cực trên chính trường Nhật Bản. Trong các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, thống nhất nhận thức chung về tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhật Bản là một trong những cường quốc hàng đầu thế giới mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm chính thức trong năm nay với mục tiêu đưa các mối quan hệ với các nước lớn đi vào chiều sâu, qua đó góp phần định hướng về tầm nhìn hợp tác lâu dài, toàn diện, hiệu quả và bền vững trong những năm tiếp theo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau chuyến thăm Trung Quốc, sau chuyến thăm Hoa Kỳ và đến lần này là chuyến thăm Nhật Bản thì có thể nói đây là biểu hiện rất là sinh động của cái việc mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện một cách nhất quán và tích cực đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Như câu nói của nhà tư tưởng nổi tiếng Nhật Bản Yoshida Soin, thành tâm hợp tác, tất có thành quả tốt đẹp. Những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một xung lực mới, tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản được đánh giá đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được các học giả Việt Nam và quốc tế nhìn nhận sẽ là một xung lực mới tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển. Đối với Nhật Bản, việc thiết lập và duy trì mối quan hệ với Việt Nam rất quan trọng trên bình diện chiến lược. Tôi nhận thấy mỗi chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là cấp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Việt-Nhật. Nhật Bản ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của Việt Nam và của ASEAN đối với hòa bình và an ninh trong khu vực. Thì tôi nghĩ rằng là trên mọi phương diện,
thì cái quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được củng cố và tăng cường. Và với cái chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cái quan hệ đó tiếp tục được phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không phải chỉ trên bình diện chính trị mà kể cả các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục và an ninh quốc phòng. Và nó hứa hẹn những cái sự phát triển tốt đẹp của Việt Nam trong cái tiến trình hội nhập của quốc tế ngày nay. Tôi nghĩ rằng khi đề cập đến các vấn đề như mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai, điều đó chứng tỏ rằng hai bên đều quan tâm lẫn nhau với mong muốn hiểu nhau hơn. Hai quốc gia đã có lịch sử gắn kết từ lâu, và tôi nghĩ rằng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang ý nghĩa là một bước tiến mới trong quan hệ của hai nước. Hiện nay mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang rất tốt đẹp. Mối quan hệ đó đã trở thành đối tác chiến lược sâu rộng. Mỗi năm, lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn duy trì thăm lẫn nhau, và tôi nghĩ mối quan hệ hợp tác đó sẽ còn mở rộng hơn nữa trong tương lai. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Cục Ngoại thương Bộ Thương mại Thái Lan đã có thông báo quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn lành và tôn phủ màu nhập khẩu từ Việt Nam. Theo nguyên đơn phía Thái Lan, các sản phẩm tôn lành và tôn phủ màu của Việt Nam bị cáo buộc phá giá với biên độ từ 86% đến gần 90%. Cục Ngoại thương Thái Lan cho biết có dấu hiệu hàng hóa bị bán phá giá và gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa đối với sản phẩm nói trên. Để bảo vệ quyền lợi của mình, các nhà xuất khẩu có thể gửi các tài liệu chứng minh, quan điểm và ý kiến trong thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này. Theo đánh giá từ các chuyên gia kinh tế, thời gian qua, quá trình hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực theo chiều hướng sâu rộng. Tuy nhiên, một vấn đề đáng quan tâm là sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế còn hạn chế. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập là yêu cầu mang tính bức thiết hiện nay. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất xuất khẩu các sản phẩm thủy sản đã lâu năm. Chính nhờ thường xuyên trao đổi với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp nhận thấy rất rõ phải mạnh dạn đầu tư dây chuyền, công nghệ sản xuất tiên tiến thay cho lối sản xuất truyền thống. Điều này sẽ giúp chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp cạnh tranh được tại sân chơi thương mại quốc tế. Bình An hướng tới là sản xuất, nghiên cứu, sản xuất các cái sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng, mang tính là tiện ích cho người tiêu dùng, thì ở chế biến ở cái mức độ cao hơn, đó là chế biến các cái sản phẩm thủy sản ăn liền để đáp ứng theo cái tình hình mới và cũng là cái bước để mà tiếp cận vào các cái thị trường xuất khẩu. Trên thực tế vẫn còn không ít doanh nghiệp ở trong tình trạng thiếu vốn nên khó có thể rót tiền chuyển đổi dây chuyền sản xuất hiện đại ngay lập tức. Nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp nếu xác định được chuỗi cung ứng hàng hóa trên thị trường sẽ tránh được sự đầu tư dàn trải, thiếu tính cạnh tranh. Ví dụ như là đối với thị trường 90 triệu dân, mình chỉ khả năng đáp ứng cho 90 triệu dân thì là cải thiện cái thương hiệu, rồi là chất lượng sản phẩm, rồi là các cái kênh phân phối để đáp ứng cho nhu cầu của 90 triệu dân. Đối với thị trường 600 triệu dân thì đòi hỏi nó khắt khe hơn. Do đó là tùy vào từng ngành nghề, từng lĩnh vực mà các doanh nghiệp là chọn cái phân khúc nào cho nó vừa với cái sức lực, cái khả năng của mình. Bên cạnh nỗ lực của bản thân doanh nghiệp, những cơ chế chính sách mang tính đột phá sẽ giúp giải bài toán đầu ra cho sản phẩm, cũng như tạo nên một khối liên kết doanh nghiệp đủ vững vàng. Nếu mà chúng ta không có một cái quy hoạch các loại sản phẩm mà có thế mạnh ở trong vùng hay là ở đất nước Việt Nam chúng ta nói chung, và để đầu tư khoa học công nghệ để mà chúng ta làm tăng cái giá trị của nó, thì chúng ta sẽ không có sức cạnh tranh được với thế giới thì rất là bế tắc. Do đó cho nên đứng về phía góc độ của vùng đồng bằng sông Cửu Long đó, thì chúng ta phải thực hiện một cái quy chế, một cái là chương trình liên kết làm sao cho nó thật là có hiệu quả, có tính khả thi cao. Theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện có khoảng 46% doanh nghiệp tư nhân trong nước và 50% doanh nghiệp FDI dự kiến sẽ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2012 đến nay. Điều đáng mừng là ở một số doanh nghiệp lớn trong nước đã xác định được chiến lược phù hợp với năng lực của mình để cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung chính. Chính thức ra mắt chương trình bồi dưỡng trực tuyến dành cho nữ ứng cử viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016. Nét quyến rũ của những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín trên vùng cao Tây Bắc.
Sáng ngày 19 tháng 9, lễ phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Đại sứ quán Australia phối hợp tổ chức tại thành phố Hưng Yên. Chủ đề của chiến dịch năm nay là hãy hành động vì một môi trường nông thôn bền vững, nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giải quyết các vấn đề phát sinh ở khu vực nông thôn, đó là ô nhiễm rác thải sinh hoạt, nước thải, nhất là ô nhiễm chất thải rắn và khí thải từ các làng nghề. Đây cũng là một trong những nội dung lớn cần giải quyết mà Chiến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia đến năm 2020 đã chỉ rõ. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn ra đời cách đây 22 năm do Australia khởi xướng và hiện nhận được sự hưởng ứng của 130 quốc gia trên thế giới. Ngày hội đổi sách 2015 do Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đã diễn ra sáng ngày 19 tháng 9 tại Hà Nội. Đến với ngày hội đổi sách, hàng trăm học sinh, sinh viên và những người yêu sách tại thủ đô không chỉ đổi cho nhau những cuốn sách hay mà còn mang đến những truyện tranh, sách giáo khoa để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 200 cuốn sách được chị Trần Thị Mai Hương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Trạm Trôi, mang tới ngày hội từ rất sớm. Chị muốn đổi lại những cuốn sách tham khảo, sách tìm hiểu khoa học và cả truyện để bổ sung cho thư viện trường mình. Là tôi muốn nhất là các con học cách nâng niu, trân trọng những cái giá trị của cuốn sách, và thứ hai biết chia sẻ đối với cộng đồng, và thứ ba nữa là biết tiết kiệm. Đông đảo các bạn trẻ trao đổi sách của mình lấy các loại sách giáo khoa, giáo trình phục vụ cho việc học tập hay các loại sách khoa học, tiểu thuyết, truyện tranh mà mình yêu thích. Dù bây giờ có nhiều phương tiện giải trí, truyền thông hiện đại, nhưng sách và văn hóa đọc vẫn hấp dẫn nhiều người. Em mong muốn là sẽ đổi được những cuốn giáo trình mà mình ưng ý ạ. Cùng với đó là đổi được những quyển tiểu thuyết hay và có ý nghĩa. Em thấy ngày hội đổi sách này rất ý nghĩa. Đây là nơi mà những người họ đọc xong sách rồi họ có thể đem lại trao đổi và lấy một cuốn sách mới, và những cuốn sách của họ sẽ là cuốn sách mới của những người khác. Năm nay là năm thứ hai, chương trình này được tổ chức trên quy mô toàn thành phố nhằm khuyến khích phong trào đọc sách trong giới trẻ, đồng thời tạo môi trường thân thiện để các bạn trẻ trao đổi tri thức, tạo giá trị mới cho những cuốn sách cũ. Chương trình ngày hội đổi sách năm 2015 xây dựng ra thì với mục đích là tạo ra không gian văn hóa đọc, bên cạnh đấy là tôn vinh giá trị của sách. Hiện nay thì Internet phát triển, tuy nhiên theo cá nhân mình nghĩ thì Internet phát triển nhưng không thể nào thay đổi được giá trị hoàn toàn của sách. Chính vì vậy mình xây dựng ra cái không gian văn hóa này để mong muốn các bạn trẻ hãy dành nhiều thời gian để đọc sách hơn. Ngày hội đổi sách năm nay, ban tổ chức đã thu hút được khoảng 12.000 cuốn sách khác nhau để mọi người cùng chia sẻ với nhau những cuốn sách có giá trị cũng như là tình yêu của mình với sách. Đặc biệt 5.000 cuốn sách trong đó được ban tổ chức quyên góp để tặng cho các trẻ em nghèo hiếu học tại tỉnh Thanh Hóa. Sáng ngày 19 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ phát động cuộc thi Chinh phục Vũ Môn toàn quốc lần thứ 2 năm học 2015-2016. Đây là một trong những cuộc thi kiến thức trực tuyến lớn nhất do Hội đồng đội Trung ương tổ chức dành cho thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Chinh phục Vũ Môn là cuộc thi dành riêng cho các em học sinh cấp trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9 trên toàn quốc. Điều đặc biệt, cuộc thi không đưa ra tiêu chí, miễn là các em yêu thích học hỏi, ham tìm hiểu thì đều có thể đăng ký tham gia. Sau 6 tháng tuyển chọn, các thí sinh xuất sắc nhất đã tham gia thi đấu cấp toàn quốc diễn ra vào tháng 4 năm sau. Tổng giá trị giải thưởng dành cho tập thể và thí sinh xuất sắc nhất lên đến 14 tỷ đồng. Trong kỳ bầu cử năm 2016, Việt Nam cần tăng số lượng nữ ứng viên tham gia ứng cử để đạt tỷ lệ tối thiểu 35% đại diện nữ trong các cơ quan dân cử. Từ định hướng này, một chương trình trực tuyến miễn phí nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nữ ứng viên đã ra đời. Đó là chương trình bồi dưỡng trực tuyến dành cho các nữ ứng cử viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016. Và chiều ngày 18 tháng 9, Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã tổ chức lễ ra mắt chương trình này. Không có từ thiết gì hết. Ứng cử kiểu của cô thì chúng làm sao được? Chỉ tốn thời gian hành hạ chúng con thôi. Mày đàn bà con gái am hiểu gì chính trị mà nói ứng cử? Có rất nhiều rào cản vô hình ngăn phụ nữ tham gia chính trị. Thấu hiểu những rào cản đó, một khóa học trực tuyến đã được xây dựng. Với tên gọi Sẵn sàng để thành công, khóa học sẽ cung cấp cho các ứng viên nữ những kỹ năng cần thiết trong quá trình tranh cử. There's eight different modules.
Khóa học bao gồm 8 học phần, giúp học viên có kiến thức về hệ thống chính trị Việt Nam, quy trình lựa chọn ứng viên, kỹ năng xây dựng chương trình hành động, trình bày chương trình hành động. Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ và cảm thấy tự tin hơn. Họ được trang bị những kỹ năng và kiến thức để trở thành một ứng viên có tiềm năng. Đây là khóa học bồi dưỡng trực tuyến đầu tiên dành riêng cho tất cả phụ nữ có nguyện vọng trở thành ứng viên trong kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2016. Nội dung khóa học được xây dựng bởi lãnh đạo từ Quốc hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Khóa học không thu phí và có thể truy cập trực tuyến hoặc tải về sử dụng vào mọi lúc, ngay cả trong điều kiện không có Internet. Tôi đánh giá rất là cao khóa học bằng cái hình thức trực tuyến. Đây là một cái phương pháp tôi cho là nó rất là phù hợp với lại phụ nữ và cũng rất là hiệu quả. Và nó mang cái tính nhạy cảm giới rất là sâu sắc. Khi mà tham gia vào khóa học thì mình được trang bị các kiến thức cho những ứng cử viên sự tự tin. Bộ Ngoại giao nói riêng và nhà nước nói chung thì rất là quan tâm đến việc phụ nữ tham chính. Và đây cũng là một cái động lực quan trọng để càng ngày có nhiều phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị. Chiếm 50% dân số, nhưng hiện tại trên cả nước chỉ có hơn 24% đại biểu dân cử đương nhiệm là nữ giới. Với mục tiêu trở thành một quốc gia hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam cần có nhiều nữ lãnh đạo hơn. Phụ nữ tiếp cận các chính sách theo góc độ rất mới mẻ. Tỷ lệ phụ nữ tham chính không cần chiếm đa số, chỉ cần cân bằng so với nam giới cũng sẽ giúp tạo ra những chính sách tốt hơn và đảm bảo sự phát triển đất nước. Và như vậy, mọi nhu cầu của xã hội sẽ được chăm lo tốt hơn. Khóa học trực tuyến sẵn sàng để thành công được ra mắt sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu có tối thiểu 35% đại diện nữ trong các cơ quan dân cử của Việt Nam. Thưa quý vị, khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm của vùng Tây Bắc. Với những cánh đồng lúa bậc thang bắt đầu chín rộ, tạo nên một khung cảnh quyến rũ đến mê hồn trên khắp các cung đường. Và trong phần đầu tiên của tiểu mục Văn hóa Việt tuần này, chúng tôi muốn mời quý vị chiêm ngưỡng tuyệt tác được tạo ra từ chính sức lao động của những người dân vùng cao Việt Nam mùa lúa chín. Tell me all about this name. It's difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old. My eyes say more of me than what you dare to say. All I know of you is all the sides of war. A film by Coppola, the helicopters roar. Your soul. One day I'll finally know your soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. One day I'll walk your soil. One day nhìn từ trên cao, ruộng bậc thang đẹp là như vậy, nhưng cũng có không ít người tự hỏi, làm thế nào mà người dân vùng cao có thể tạo ra tầng tầng lớp lớp những thửa ruộng như vậy? Làm thế nào để họ đưa được nước và giữ được nước cho mảnh ruộng trên lưng chừng núi có độ cao hàng nghìn mét so với mặt nước biển? Chúng tôi đã mang những câu hỏi này đến giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nhà nghiên cứu dân tộc học, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã có cuộc trò chuyện cùng với cả tiểu mục văn hóa tuần này. Và thưa ông, xin ông có thể cho biết về quá trình hình thành ruộng bậc thang cũng như là những giá trị về lịch sử, giá trị về văn hóa, phản ánh những cái tập tục, những đời sống sinh hoạt của bà con vùng núi miền cao ở Tây Bắc của chúng ta.
Vâng, cái giá trị của ruộng bậc thang có thể nói là nó có rất là nhiều các cái giá trị. Đặc biệt nhất đấy là cái giá trị để mà khai thác thiên nhiên, sử dụng các cái nguồn tài nguyên để mà có thể sống được. Từ những các cái vạt núi, vạt đồi thì người ta đã biết khai thác. Người ta đã biết khai thác mà tận dụng để làm thế làm được ruộng và có được nước để mà trồng được lúa ở trên đấy, thì đấy là một cái giá trị mà được đã tích lũy những cái kinh nghiệm từ rất là lâu đời của các cái dân tộc ở đó. Có thể nói cái kỹ thuật làm ruộng bậc thang đấy là một cái kỹ thuật rất là tuyệt vời. Nhìn vào hệ thống ruộng bậc thang ở trên khắp các vùng núi, miền núi của Việt Nam thì có thể thấy tri thức dân gian trong hình thành ruộng bậc thang từ rất sớm. Vậy ông có thể nói rõ hơn về điều này ạ? Vâng, có thể nói là cái chủ chốt đối với ruộng bậc thang đấy là muốn ruộng bậc thang đến nó tồn tại được một cách bền vững và lâu dài thì chính là cái cách đưa nước, cái hệ thống thủy nông của họ. Có rất nhiều cách để mà làm thủy nông. Có những các cái ruộng bậc thang thì họ phải đưa nước từ những các cái bó nước ở trên núi cao đưa dần về cái ruộng của mình. Và nhiều nơi, thí dụ như ở những vùng La Chí, như vùng Hà Nhì, người ta phải đưa nước xa, có khi cả cây số để đưa nước về. Và những đường nước đó đều là những cái máng nước lần bằng những các cái ống tre từ cao xuống thấp dần, thối dốc dần để về tới tận ruộng của họ. Và từ ruộng nọ họ lại cho nước chảy từ ruộng cao xuống ruộng thấp dần dần để mà tạo ra được là ruộng nào cũng có nước. Thì đấy là cái rất là tuyệt vời. Ở cái vùng thấp hơn thì như là ở vùng người Thái, như vùng người Mường chẳng hạn, thì người ta lại dùng cái hệ thống quặng nước, tức là lấy nước từ ở suối đưa lên trên cao và để nước tưới và tưới lên ruộng, và từ ở ruộng cao đó nó lại chảy thấp dần xuống ở các cái ruộng thấp hơn. Thì đấy là những các cái tri thức có thể nói là rất là tuyệt vời của những cái người nông dân làm ruộng bậc thang. Họ đã được truyền từ rất nhiều đời, những cái kinh nghiệm đó các cái cha ông họ đã truyền lại, và cho đến hiện nay cái kỹ thuật đó vẫn đương tồn tại và vẫn giúp cho người ta sinh tồn nhờ cái dẫn thủy nhập điền. Không chỉ riêng ở Việt Nam mà rất nhiều nước ở trong khu vực cũng có ruộng bậc thang, và cũng là người mà đã đi rất nhiều nơi thì ông có thể cho biết rằng là hệ thống ruộng bậc thang ở Việt Nam so với cả các nước trong khu vực thì có gì khác nhau về kỹ thuật cũng như là về cách cấy trồng lúa? Cái hệ thống ruộng bậc thang được phổ biến ở vùng Nam Á, vùng Đông Á, rồi Đông Nam Á, ở các nước như vậy thì nó có một cái điểm rất là chung, ở đấy là cái kỹ thuật khai thác ruộng ở trên các cái núi đất và làm thế nào để tạo ra được những các cái mặt bằng của mỗi một cái thử ruộng bậc thang, và việc giữ được cái đất màu để mà canh tác. Nhưng mà mỗi một cái vùng cũng như là mỗi một miền thì có những các cái điểm rất là khác nhau, và đặc biệt nhất đối với ruộng bậc thang đấy là cái hệ thống về giống lúa. Ở mỗi một nơi họ đã lựa chọn và đã giữ gìn những hệ thống giống lúa rất là khác nhau để thích hợp với các cái mùa vụ, thích hợp với các cái thời gian và thích hợp với các cái khí hậu. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái điểm mấu chốt nhất đối với ruộng bậc thang. Còn cái kỹ thuật giữ nước, cái kỹ thuật giữ đất, rồi kỹ thuật khai thác ruộng bậc thang thì cơ bản ở các nơi rất là giống nhau. Nhưng mà cái kỹ thuật về mặt cái giống cây trồng thì đó là một cái điều rất là đặc biệt ở mỗi một dân tộc, ở mỗi một quốc gia. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông với những cái chia sẻ vừa rồi. Với đôi tay cần mẫn và kỹ thuật canh tác khéo léo, nhiều thế hệ người dân vùng cao Tây Bắc đã tạo nên một kiệt tác, một di sản kết tinh giữa văn hóa và lao động. Và nếu quý vị và các bạn chưa từng đặt chân đến Tây Bắc thì tháng 9 này là thời điểm không thể tuyệt vời hơn. Chương trình thời sự cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.